rất nhiều hạn chế. Cho nên tôi thay mặt cho gia đình cũng là họ ở dưới là xin mong ông Hùng, bà Thanh là bố mẹ chồng của cháu Lua là cũng dạy bảo cháu từ khi lúc mới đầu về. Cho nên là có những điều gì mà sai sót thì ông Hùng, bà Thanh là dẫn cháu để cháu thành vợ thành chồng và chúc cho hạnh phúc.